Theo phản ánh của nhiều người dân xã Quân Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, chợ Quân Long được công nhận chợ văn hóa nhưng cơ sở vật chất, hạ tầng xuống cấp, nhà lồng chợ dột nát, ẩm thấp. Nhiều người dân không ý thức vứt rác thải, xả nước thải tràn lan, những đống rác tập trung chậm thu gom, gây ô nhiễm môi trường. Thổi quá, thổi vậy là bệnh luôn á, bệnh mấy ngày luôn á. Xong rồi cái chạy người ta đi vô, ta hỏi, ở cái nhà vệ sinh đâu chị? Đó, chị ra mới xong. Chứ giờ chị đâu giờ, không có nhà vệ sinh đi mà nhắm coi sao. Ở nhà gì hỏi em á, là sao? À, nhà ba ông hỏi em gì? Ủa sao mày không đi dưới? Đi có nhà vệ sinh đâu đi. Chợ nhưng không có nhà vệ sinh dẫn đến tình trạng một số người tiểu tiện không đúng nơi quy định. Dân ở đây họ đi chợ á, tội nghiệp lắm. Nhiều khi họ mắc, họ đi rùng đi bụi không. Không có nhà vệ sinh, thật sự là như vậy. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quân Long cho biết đã báo cáo về Ủy ban Nhân dân huyện và đã có họp thống nhất với các đơn vị liên quan giải quyết những phản ánh của tiểu thương.